trình của tuổi trẻ. Đà Nẵng, thành phố trẻ năng động và xinh đẹp chào đón các ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2018, sẵn sàng cho những trải nghiệm thú vị tại khu phố Bay. Hôm nay thì em được chụp ngoại cảnh thì có những yếu tố tác động vào như là sóng biển này, ánh nắng mặt trời này, cũng như là gió. Đấy là những yếu tố mà bọn em không thể kiểm soát được. Tận hưởng những trải nghiệm thanh xuân, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam sống trọn khoảnh khắc của tuổi trẻ. Tất cả mọi người, Trâm và Duyên đang có mặt tại khu phố Bay Đà Nẵng. Ở đây thì hiện tại đang được trang trí bằng phong cách kiểu Villa Tinh. Vâng, các bạn cũng có thể thấy khung cảnh nơi đây rất là nhiều màu sắc và làm cho bản thân mình cũng như mọi người cảm thấy rất là trẻ trung và năng động. Yeah! Đà Nẵng trên xe Coco Bus qua Ngũ Hành Sơn này, qua Cầu Rồng này. Và bây giờ chúng ta đang ở bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển nằm trong top 5 của thế giới. Và may mắn là Tim đã được đi tham quan tất cả các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng. Với thời tiết nắng ấm như thế này thì cảm giác rất là tuyệt vời đối với chúng mình, đúng không nào? Bất ngờ, mới mẻ và thú vị. Lần đầu tiên tham gia một MV ca nhạc, thử thách mới cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018. Em cảm thấy khá là hào hứng nhưng mà cũng có một chút lo lắng, tại vì em chưa bao giờ tham gia diễn xuất và em sợ là mình diễn không đạt thì sẽ ảnh hưởng đến cả kịch quay, cho nên là em cũng khá là lo lắng. Khi mà tiếp xúc với Will á, thì em cảm thấy Will rất là hòa đồng và dễ thương ạ. Hôm nay chúng em có những cái phong cảnh ở hồ bơi, trên xe Coco Bus và cả ở nhà hàng. Thì đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt đối với tụi em. MV lần này thì là một cái MV về một ca khúc rất sôi động về biển và nói về các bạn nữ xinh đẹp. Thì Will nghĩ là đây là một ca khúc rất là hòa vào cho mùa hè này và đặc biệt là những buổi đi chơi ở ngoài và đi picnic. Với các hoạt động cho vòng chung kết, top 10 người đẹp tài năng gấp rút tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thời khắc hồi hộp, lo lắng nhất cũng đã đến. Chung khảo người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2018. Ước mơ về
dành tặng cho mẹ của em. Và đây cũng là lời cảm ơn dành cho mẹ của em khi đã đồng hành với em trong suốt thời gian từ bé đến lớn. Con chưa biết cái vết đau mà nó hứa mà. Má. Má. Trên cám thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ. Lụa trên cám thân em như lời thơ. Thế mạnh của em là nhảy, tuy nhiên thì lần này em đã đổi mới lên chính bản thân mình, là chính là múa. Và em tin chắc rằng là nếu như em làm hết sức với bản thân mình và cũng như là tự tin vào chính bản thân mình, nó sẽ là cái điểm nhấn lớn nhất ở trong bài của em. Mỗi tiết mục mang sắc màu riêng, sự cuốn hút riêng. Vậy cô gái nào sẽ được đề cử cho top 3 người đẹp tài năng? Đón xem chương trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2018 phát sóng vào 16h45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.